Hello, chào mừng chân mình. Từ đọc là gì? Cắt mà nè. Ba con dưới này nè. Nhưng mày cái gì đây tủ lạnh. Ba con đây nè. Một cái sáu này. How did this smile again? Cây kim chưa gì một cái bỏ hai con rồi một con thôi à, một con mới kêu mấy con à mẹ mèo mày nha mèo mèo cứ mà nào cứ thanh này nào anh chạy con gì đó con khỉ con đập con kim liền cứ nào nào cứ bây giờ tiger chi Tiger. Tiger. Cơm chưa kì? Cơm đây hay cơm dưới đó? Ông ngoài bưng nhớ ông ngoài bưng lên đây rồi. Nhớ ông ngoài bưng đây á. Bưng lên đây à? Xuống vậy nó mang thôi ăn sợi dừa dọn dẹp lên chứ rồi Tiger nè Tiger ngồi đây bác xuống bưng cơm lên ăn nha.
Nghe kì. Ba. Hả? Ngồi đây chơi ba đi mua cơm ăn hả? Ngồi đây ba đem cơm ăn nha. Hay là xuống nữa ăn qua tivi. Qua trên này được. Thế? Qua trên này được. Qua gì? Hả? Thôi đi xuống nữa ăn qua tivi đi. Qua trên này thôi. Hả? Qua trên này thôi. Đây có gì đâu mà coi. Đi. Let's go. Go. Xem nào nữa rồi. Ừ. Mày đi. Mày dép vô. Ba phải không nhỉ? Ba dép ba bỏ dưới này rồi. Ba ơi. Đúng rồi, mang chân nữa đúng rồi. Mang vô. Chân nữa nữa. Đây, cơm. Ngồi xuống. Mà cái này đem. Đem cho con. Nè. Đây rớt đâu để bác cầm cho. Đi. Nhặt xuống ra. Rồi. Từ từ đừng có nôn. Té. Con có chơi rồi là con lườm xong rồi là con lườm liền có ông bà lên chán rồi đi ghen rồi vô đang anh chả có ai về cho thịt chơi có này mà sao mà vẽ em chưa ăn cá rồi nè ăn trứng luôn rồi cơm kia ơi con ăn gì ăn trứng nữa không trứng hồi nãy ăn đúng rồi cặp bay rồi ra rồi ta đi dạ dạ rớt vô nơi cơm ta tiêu lên ba mở tivi nữa ra thế dạ đây đây ngồi đây bóc cái ghế này có đồ mình ngồi đi rồi mình ngồi băng băng như thế này bỏ qua đây bỏ rồi bấm bấm cái chảo bấm cái chén rồi rồi dương chịu ba đúng không? Dạ dạ rồi đến đây. Lọc xuống khổ luôn ba ơi. Ừ. Ôi trời rớt rớt rồi có kê như ngoài này đâu lườm lên. Lọc rồi. Lọc xuống hố rồi. Thở ở dưới hố nó luôn đi. Ta 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 tun tun.
Kia ăn gì? Ăn cá, ăn thịt. Ăn trứng. Trứng hồi nãy con ăn với ba rồi. Trứng mày ấy. Mình kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn like, share, chia sẻ mình.